rễ quý trời cho, chương 641, thật danh sĩ mới có tài hoa của chính mình. Sau khi nhiều người nghe được lời nói của Lâm Thanh Diện, đều là một mảnh ồn ào náo nhiệt, không ngờ đến người trẻ tuổi nhìn lên bình thường không đáng kể này, vậy mà nói bản thân là ông chủ của trung tâm thương mại Thiên Thịnh. Phụ nữ trung niên ngẩn ra một chút, hoàn toàn không ngờ đến Lâm Thanh Diện sẽ nói ra lời này. Bà ta xem ra, Lâm Thanh Diện nên chỉ phải tận lực để giải thích rõ ràng, chính mình dựa theo khí thế của người xung quanh, dùng ép ba người Lâm Thanh Diện đi vào khuôn mẫu. Hai người Tề Lạc Hiên và Sở Tiểu Na nhìn Lâm Thanh Diện như nhìn tên ngốc giống nhau, cảm thấy thủ đoạn này của hắn, thực sự là thấp kém lại không thể có tình huống nào thấp kém hơn được nữa. Hắn ta là ông chủ của Thiên Thịnh, vậy tôi còn là nhà cung cấp hàng hóa cho tất cả trung tâm thương mại tại thành phố Tiền Hải. Thời buổi này khoác lác thế nhưng thật sự không phải chịu phí tổn hại gì, mở miệng nói là được sao, chuyện này xem chúng tôi là kẻ ngốc à. Tề Lạc Hiên mở miệng quát một câu, xung quanh nhiều người đều gật đầu theo. Ông chủ của trung tâm thương mại Thiên Thịnh là Hoàng Thiên Thịnh, chuyện này phần lớn người của thành phố Tiền Hải đều biết, tuy rằng người gặp được Hoàng Thiên Thịnh không nhiều, nhưng mà tất cả những người này đều biết Hoàng Thiên Thịnh là một người đàn ông trung niên, con trai đều hơn 20 tuổi rồi, làm sao có thể là Lâm Thanh Diện, người trẻ tuổi này nhìn đến cũng mới 25, 26 tuổi. Cố Tiểu Ưu cũng là đầy mặt kinh ngạc, thực sự là không ngờ đến biện pháp mà Lâm Thanh Diện giải quyết chuyện này, vậy mà lại nói chính mình là ông chủ của trung tâm thương mại Thiên Thịnh. Người trẻ tuổi, cậu đừng ở chỗ này quấy rối nữa, ông chủ của trung tâm thương mại Thiên Thịnh là ai chúng tôi còn không biết sao, hơn nữa còn gặp qua rồi đâu. Cậu ở trước mặt một người làm việc cho trung tâm thương mại Thiên Thịnh nói lời này, chẳng lẽ thật cho rằng chúng tôi đều ngu ngốc sao? Phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện rồi nói, hôm qua Hoàng Thiên Thịnh mới chuyển trung tâm thương mại này qua để cho tôi làm ông chủ, bà không biết rõ ràng cũng là chuyện bình thường. Lâm Thanh Diện mở miệng nói, người phụ nữ trung niên lớn tiếng cười ha ha, mở miệng nói, mọi người, bây giờ tôi hơi nghi ngờ cái tên này không chỉ trộm đồ, hơn nữa còn là từ bệnh viện tâm thần trốn ra ngoài. Mọi người nghe lời của hắn nói, thật sự là đang bị chuyện, cậu đừng có giả vờ nữa, mau chóng đền tiền xong việc đi, tiếp tục ở đây kéo dài thời gian, bảo vệ của trung tâm thương mại có thể sẽ không thờ ở đứng nhìn nữa. Tề Lạc Hiên mở miệng quát, chính là, không ngờ đến tên này vậy mà là kẻ bị bệnh tâm thần, mở miệng nói mình là ông chủ của quảng trường Thiên Thịnh, các người không chỉ là người nhà của đứa con gái nghèo Cố Tiểu Ưu sao? Cố nói khoác lác cũng không nhìn xem địa phương, Sở Tiểu Na hét. Lâm Thanh Diện thấy không ai tin tưởng mình, vô lực lắc đầu, cho điện thoại cho Tôn Cát, để cho hắn ta trong vòng 5 phút mau chóng qua đây, bà không nhận biết tôi cũng không sao, Tôn Cát chắc nên cũng nhận biết chứ. Lâm Thanh Diện e ngại phụ nữ trung niên ngay cả Tôn Cát là ai đều không biết, đến khi đó còn phải gặp phiền hỏi một câu. Phụ nữ trung niên bĩu môi, nói, dĩ nhiên tôi nhận biết quản lý Tôn, làm sao? Cậu còn nghĩ lấy quản lý Tôn hù dọa tôi à? Nói cho cậu biết, người biết tên quản lý Tôn rất nhiều, câu nói ra tên cậu ông ấy cũng không dùng được. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, bà biết ông ta là ai thì được rồi. Gần 5 phút trôi qua, hai bên như cũ đang giằng co, phụ nữ trung niên để cho Lâm Thanh Diện mau chóng đền tiền, đã ngay từ đầu nhận ức thật lớn, chuyển biến thành một người đàn bà đánh đá. Cố Tiểu Ưu đầy mặt lo lắng, cô ta rất sợ Lâm Thanh Diện là nhất thời khoác lác, đến cuối cùng chuyện này thật sự nói không rõ ràng, thế thì khó xử rồi. Ngay tại lúc này, một bóng người hốt hoảng chạy lại đây, chính là Tôn Cát, người đã tiếp nhận điện thoại của Lâm Thanh Diện. Ông ta chen vào trong đám người, nghe được người phụ nữ trung niên đang chửi bới Lâm Thanh Diện, sắc mặt bỗng trở nên u ám vô cùng. Ông ta đi đến trước mặt của người phụ nữ trung niên, trừng mắt nhìn bà ta, quát, mau chóng ngậm miệng lại cho tôi. Không biết xấu hổ sao? Người phụ nữ nhìn thấy Tôn Cát, con ngươi co rút lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động, ngay lập tức đầy mặt oan ức nói, quản lý Tôn, ông đến thật đúng lúc, sợi dây chuyền vàng trị giá 300 triệu của tôi bị bà kẻ vô liêm sỉ trộm mất rồi, bọn họ không những không trả lại, thằng nhóc này vậy mà còn nói chính mình là ông chủ của trung tâm thương mại chúng ta, điều này quả thật là đại nghịch bất đạo, cầu ông nhất định phải làm chủ cho tôi. Tôn Cát cực kỳ phẫn nộ, chỉ cảm thấy người phụ nữ trung niên này là đang gieo gió gặp bão, tôi xem đến đại nghịch bất đạo chính là bà, vị này thực sự là ông chủ của trung tâm thương mại Thiên Thịnh chúng tôi, làm sao có thể sẽ trộm dây chuyền của bà xem bà đây là đang tự biên tự diễn. Tôn Cát hét lên, người phụ nữ trung niên sững sờ trong giây lát, hoàn toàn không ngờ đến,
tổng quản lý của trung tâm thương mại Thiên Thịnh, vậy mà sẽ thừa nhận Lâm Thanh Diện chính là ông chủ của nơi này. Bà ta chẳng những không ngờ đến sự việc lại trở thành như thế này, xung quanh người xem náo nhiệt, cũng đều một mặt ngờ nghệch. Tôn Cát vội vàng quay đầu nhìn về Lâm Thanh Diện, khom lưng cúi đầu nói, ngài Lâm, thực sự xin lỗi, tôi đã đến muộn, khiến cho ngài gặp phải phiền phức, là tôi không làm tròn bổn phận. Khí thế của người phụ nữ trung niên yếu đi một chút, giọng nói hơi run rẩy hỏi, trung tâm thương mại của chúng ta đã đổi chủ rồi sao, vì cái gì mà tôi lại không biết. Tôn Cát quay đầu trừng mắt bà ta một cái, mở miệng nói, bà tính là cái thứ gì, việc lớn như vậy, tôi còn phải đặc biệt thông báo cho bà một tiếng hay sao? Cơ thể người phụ nữ trung niên đột nhiên run lẩy bẩy, không cách nào tin tưởng chuyện này sẽ có bước ngoặt xoay chuyển kịch tính như vậy. Hai người Tề Lạc Hiên và Sở Tiểu Na càng khó có thể tin, kẻ mà đi dạo cùng với đứa con gái nghèo Cố Tiểu Ưu đó, vậy mà thật sự là ông chủ của nơi này. Lâm Thanh Diện kể sơ chuyện đã xảy ra ở đây, để cho Tôn Cát đi kiểm tra camera giám sát. Tôn Cát quay đầu nhìn về người phụ nữ trung niên, lạnh giọng nói, là tôi đi kiểm tra camera giám sát hay là bà tự mình thừa nhận? Nếu như kiểm tra camera giám sát chứng minh là bà cố ý, tôi thế nhưng có quyền đưa bà đến đồn công an. Bà đây là kẻ lừa đảo. Người phụ nữ trung niên sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi lan tràn rơi xuống mà cầu xin tha thứ nói, quản lý Tôn, tôi biết sai rồi, này đều do cháu trai kia của tôi sai khiến tôi làm. Nó đã nói với tôi, ba người này không có bối cảnh gì, rất dễ hãm hại, tôi đã nhẹ dạ cả tin vào nó, nên mới làm chuyện hồ đồ này. Nói xong, bà ta quay đầu hướng về Tề Lạc Hiên trong đám người nhìn qua. Tề Lạc Hiên sợ đến mức xoay người bỏ chạy, Sở Tiểu Na cũng không dám tiếp tục nhiều nán lại ở đây, cùng theo một khối chạy ra ngoài. Ngươi đồ con ruột đầu, bà già này thật sự bị ngươi hại thê thảm rồi, ngươi đứng lại cho ta. Người phụ nữ trung niên đứng lên đuổi theo về phía Tề Lạc Hiên. Nhất thời cảm giác bên trong trung tâm thương mại tình cảnh hỗn loạn, nhiều người sau khi biết ba người Lâm Thanh Diện bị oan uổng, trên mặt đều lộ ra ánh mắt hổ thẹn, đồng thời bắt đầu lên án ba người là người phụ nữ trung niên và Tề Lạc Hiên, Sở Tiểu Na. Ngài Lâm, cần tôi để cho bảo vệ bắt ba người bọn họ không? Tôn Cát nhìn về Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói, chuyện làm rõ ràng là được rồi, đúng rồi, người phụ nữ trung niên kia không phải là thứ tốt lành gì. Loại người này lưu lại không được. Tôn Cát hiểu rõ ý của Lâm Thanh Diện, ngay lập tức mở miệng nói, tôi biết rõ phải làm thế nào. Cố Tiểu Ưu ở một bên nhìn theo Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng lại quyết định tương lai của một người, trong lòng có thể nói là đã dâng trào sóng to gió lớn. Đến lúc này, cô ta cuối cùng đã hiểu rõ, tại sao Lâm Thanh Diện lại bình thường như vậy, Lương Cung Nhạn Sương còn nguyện ý vì anh ta trả tiền nhiều như thế. Đồng thời, trong đầu cô cũng xuất hiện một câu mà cô đã đọc qua trên một quyển sách, chỉ có đại anh hùng mới có bản sắc vốn có, là thật danh sĩ mới có tài hòa của chính mình. Rễ quý trời cho, chương 642, rời đi. Trên đường trở về, Cố Tiểu Ưu vẫn luôn không hề rời mắt khỏi Lâm Thanh Diện. Người đàn ông này ở trong tâm trí của cô ta đã biến thành một người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Lương Cung Nhạn Sương nhận ra ánh mắt của Cố Tiểu Ưu như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ mình lại có thêm một tình địch nữa rồi? Anh Lâm Thanh Diện, chị Nhạn Sương, rốt cuộc, hai người là ai? Trung tâm thương mại Thiên Thịnh thuộc về thứ hàng xa xỉ trong lòng chúng tôi bao nhiêu năm nay rồi, vậy mà hai người nói mua là mua. Một lát sau, cuối cùng Cố Tiểu Ưu cũng hỏi ra vấn đề khúc mắc trong lòng mình. Lâm Thanh Diện nhìn Cố Tiểu Ưu cười cười, nói, chỉ là người đang gặp khó khăn thôi. Lương Cung Nhạn Sương đưa tay sờ sờ đầu Cố Tiểu Ưu, nói, Tiểu Ưu, thân phận của chúng tôi hơi đặc biệt nên cô không nên biết là tốt nhất. Cô cứ coi chúng tôi như anh chị của mình là được rồi. Sau này cô thành công rồi thì tự sẽ biết chúng tôi là ai. Cố Tiểu Ưu gật đầu. Trong lòng cô ta rất rõ ràng rằng bây giờ mình vẫn chưa đủ tư cách để biết thân phận của Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Cô ta chỉ cần biết Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương đều đối xử rất tốt với cô ta là được rồi. Về đến nhà, mặt mũi của chú thím Cố đều tràn đầy lo âu tiến lên đón. Thím Cố nắm lấy tay của Cố Tiểu Ưu, mở miệng hỏi, Tiểu Ưu, có phải con làm chuyện phạm pháp gì ở bên ngoài đúng không? Sao hôm nay lại có nhiều người tới nhà chúng ta tặng quà như vậy? Còn đều nói là tặng cho con nữa, mẹ đều xem qua một lượt rồi, những thứ đó không hề giống như đồ rẻ tiền đâu, nhất là mấy bộ quần áo kia, đều là hàng hiệu đấy, con lấy tiền đâu mà mua nhiều đồ như vậy?
Nói xong, thím cố còn đưa tay chỉ đống quần áo giày dép và đủ loại đồ vật khác đang chất thành một ngọn núi nhỏ ở cách đó không xa. Lương Cung Nhạn Sương lập tức tiến lên giải thích nói, thím, những thứ này đều là bọn cháu mua cho tiểu ưu. Hôm nay vừa hay gặp được cửa hàng giảm giá thanh lý hàng để đóng cửa, mọi thứ đều được giảm giá hết. Bọn cháu thấy được lợi nên mới mua nhiều hơn một chút, tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy triệu thôi. Lúc bọn họ ở cửa hàng đã căn dặn nhân viên lúc giao hàng tới phải bỏ hết nhãn mác đi, chính là vì sợ chú thím cố thấy được sẽ bị dọa sợ. Thím cố nghe thấy 20 mấy triệu lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng, nói, thật sự là làm bọn cháu phải tốn kém rồi, con nhóc tiểu ưu này không cần nhiều đồ như vậy đâu, hết bao nhiêu tiền để thím gửi lại các cháu, không cần đâu thím, thời gian này mọi người đã giúp bọn cháu quá nhiều rồi. Bọn cháu mua chút đồ cũng là nên làm thôi ạ. Lương Cung Nhạn Sương hiếp mắt mở miệng. Thím cố lại từ chối thêm vài câu nhưng thấy thái độ của Lương Cung Nhạn Sương kiên quyết như vậy nên đành không nói gì nữa. Chỉ có trong lòng Cố Tiểu Ưu là rõ ràng nhất. Những thứ đồ chất thành đống ở trong góc nhà kia cả nhà bọn họ có cố gắng phấn đấu 10 năm cũng không mua nổi. Buổi tối, thừa dịp Lương Cung Nhạn Sương tắm rửa, Cố Tiểu Ưu đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, mang trên mặt sự tò mò. Anh Lâm Thanh Diện, trước kia là tôi hiểu lầm anh, tôi cảm thấy chị Nhạn Sương xinh đẹp như vậy mà anh vẫn lạnh lùng với chị ấy nên đã nói anh là người đàn ông cặn bã. Hôm nay tôi mới biết được thì ra anh lại lợi hại như vậy, khó trách chị Nhạn Sương lại thích anh như thế. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc là vì sao chị Nhạn Sương đã hy sinh vì anh nhiều như vậy mà thái độ của anh đối với chị ấy vẫn cách xa ngàn dặm như vậy. Nghe được câu hỏi của Cố Tiểu Ưu, Lâm Thanh Diện nở nụ cười. Anh nói cho cô ta biết là mình đã kết hôn nên chỉ có thể coi Lương Cung Nhạn Sương là bạn bè mà thôi. Trong lòng tôi chỉ có một người phụ nữ duy nhất là vợ tôi thôi nên đương nhiên không thể phát sinh chuyện gì với cô ấy được. Cô ấy đối với tôi rất tốt, tôi sẽ nhớ mãi ân tình này, sau này nếu có thể sẽ đền đáp lại cho cô ấy gấp nhiều lần. Còn về tình cảm của cô ấy thì tôi cũng chỉ có thể tôn trọng nhưng không thể đáp lại thôi. Lâm Thanh Diện nói, lúc này Cố Tiểu Ưu mới chợt hiểu ra. Không ngờ trong chuyện này lại có nguyên do như vậy, thế giới của những người vĩ đại như anh thật sự là phức tạp quá, nhưng theo tôi thấy thì một người đàn ông thành công như anh đằng sau có thêm mấy người phụ nữ cũng không phải là không được mà, dù sao thì người ưu tú cũng vẫn luôn thu hút phụ nữ. Cố Tiểu Ưu cười, Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn cô ta, nói, tuổi còn nhỏ thì lo học cho tốt, mau đi ngủ sớm đi. Cố Tiểu Ưu thè lưỡi nhìn Lâm Thanh Diện sau đó nhanh chóng đứng dậy, trở về phòng mình. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua về phía phòng tắm cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong thời gian còn lại, Lâm Thanh Diện vẫn luôn an tâm khôi phục chấn thương. Trong lúc đó anh cũng vẫn luôn duy trì liên lạc với Hứa Bích Hoài và bảo đảm trong khoảng thời gian này nhà họ Lâm không xuất hiện vấn đề quá lớn. Lương Cung Nhạn Sương thì vẫn hoàn toàn giống như trước đây, nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Lâm Thanh Diện. Trong đó khiến cho Lâm Thanh Diện kiên kỵ nhất chính là tài nấu ăn của Lương Cung Nhạn Sương. Nếu không phải vết thương của anh đã gần như hoàn toàn khôi phục thì anh cảm thấy không chừng mình không chết vì bị thương mà sẽ bị Lương Cung Nhạn Sương độc chết. Sau chuyện ở trung tâm thương mại, hai người Tề Nhạc Hiên và Sở Tiểu Na cũng không dám tiếp tục gây khó dễ cho Cố Tiểu Ưu nữa. Hơn nữa cô của Tề Nhạc Hiên còn tới nhà Tề Nhạc Hiên làm ầm ĩ một trận, khiến cho Tề Nhạc Hiên phải chịu hai trận đánh úp tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Cũng bởi vậy nên phải ở mấy ngày trong bệnh viện. Cố Tiểu Ưu cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều sau khi được Lương Cung Nhạn Sương khuyên bảo, bạn bè ở trong trường học cũng nhiều hơn. Lại trôi qua thêm một tuần nữa, vết thương trên người Lâm Thanh Diện đã khỏi hẳn. Sau khi anh trịnh trọng từ biệt với người một nhà Cố Tiểu Ưu và cũng dặn dò bọn họ nhất định không được kể chuyện hai người ra bên ngoài, bước lên con đường tìm kiếm sư phụ của Lâm Thanh Diện. Một nhà ba người Cố Tiểu Ưu đưa Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương đi rồi, một đường về đến nhà. Lúc này có một người đàn ông mặc Âu phục đi giày da đang đứng chờ ở cửa nhà bọn họ, mặt mỉm cười, người này chính là tổng giám đốc tổng hợp của trung tâm thương mại Thiên Thịnh, Tôn Cát. Sau khi hai người chú thím cố nhìn thấy Tôn Cát đều cảm thấy kỳ lạ, còn Cố Tiểu Ưu thì lại hơi kinh ngạc, bởi vì cô ta biết người này là tổng giám đốc tổng hợp của trung tâm thương mại Thịnh Thiên. Xin hỏi, ngài là? Chú cố tiến lên lễ phép hỏi một câu. Tôn Cát nhìn ba người cười cười, mở miệng nói, tôi là tổng giám đốc tổng hợp của trung tâm thương mại Thịnh Thiên, lần này mạo muội đến đây là muốn tuyên bố với ba vị một chuyện vui. Chuyện vui gì? Ba người đều sững sờ. Tôn Cát lấy ra một bản hợp đồng và một tấm thẻ vàng từ trong túi ra, nói,
con gái của hai vị cũng chính là cô Cố Tiểu Ưu đây, thời gian trước bị người ta bôi xấu ở chỗ chúng tôi, lúc đó chúng tôi vẫn chưa kịp đền bù cho cô ấy. Vừa hay trung tâm thương mại của chúng tôi vừa thành lập một quỹ học bổng chuyên hỗ trợ những học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Chúng tôi đã điều tra thành tích học tập của cô Cố Tiểu Ưu đây và phát hiện cô ấy rất phù hợp với yêu cầu được nhận học bổng của chúng tôi. Cho nên lần này tôi đến đây là để gửi tặng phần học bổng này cho cô Cố Tiểu Ưu. Đây là hợp đồng của học bổng, chỉ cần ký tên là ngay lập tức cô sẽ nhận được một phần học bổng trị giá 3 tỷ đồng. Còn tấm thẻ vàng này là phần đền bù của trung tâm thương mại chúng gửi tặng cô Cố Tiểu Ưu. Dùng tấm thẻ này thì có thể mua bất kỳ đồ gì ở trung tâm thương mại của chúng tôi mà không cần bỏ tiền. Nghe Tôn Cát nói xong, ba người đều ngây ngẩn cả người. Chú thím Cố Mặt Mũi đều vô cùng khiếp sợ, còn Cố Tiểu Ưu thì lại cảm thấy kích động, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Trong lòng cô ta rất rõ ràng, đây là Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương đặc biệt gửi tặng cho nhà cô ta. Học bổng và đền bù cũng chỉ là để lấy cớ mà thôi. Anh Lâm Thanh Diện, chị Nhạn Sương, hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng học tập để tương lai báo đáp ân tình của hai người. Chỉ có điều ngay cả Cố Tiểu Ưu cũng không biết là Lâm Thanh Diện để lại cho Cố Tiểu Ưu không phải chỉ có 3 tỷ kia và một tấm thẻ, mà là toàn bộ trung tâm thương mại Thịnh Thiên. Nhưng hợp đồng kia phải chờ sau khi Cố Tiểu Ưu tốt nghiệp đại học mới có hiệu lực, đến lúc đó Tôn Cát sẽ giúp anh làm tất cả mọi thủ tục. Lâm Thanh Diện làm như thế cũng vì lo lắng Cố Tiểu Ưu sẽ vì trung tâm thương mại này mà lười biếng. Đương nhiên sau này Cố Tiểu Ưu sẽ như thế nào, Lâm Thanh Diện cũng không rõ ràng, đây cũng không phải chuyện mà anh cần quan tâm đến. Rễ quý trời cho, chương 643, sư phụ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Ở một thị trấn nhỏ gần biên giới nào đó nằm cạnh sông dựa vào núi ở phương Nam, trên một con đường nhỏ quanh co duy nhất, hai người Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương đang chậm rãi đi về phía trước. Lúc này Lương Cung Nhạn Sương đang cảm thấy hơi bực bội, cô ta nhìn Lâm Thanh Diện đi ở phía trước một phút cũng không ngừng, bờ môi cũng không ngừng mấp máy, không biết là đang nói cái gì. Sau khi hai người rời khỏi thành phố Tiền Hải một đường trằn trọc, trải qua nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau mới đi tới được thị trấn nhỏ ở gần biên giới này. Là một cô gái chưa từng đi du lịch bên ngoài ngoại trừ ngồi ô tô và máy bay riêng, lần này rõ ràng Lương Cung Nhạn Sương đã thật sự được thể nghiệm một cách di chuyển bình thường như mọi người khác, từ xe lửa đến xe buýt cuối cùng là xe đạp, thậm chí lúc đi tới thị trấn nhỏ này còn ngồi máy kéo, Lương Cung Nhạn Sương thật sự xem như đã được mở rộng tầm mắt, đồng thời cô ta cũng đã được nếm qua cảm giác bôn ba khắp nơi mà cô ta chưa bao giờ được thể nghiệm, cho tới bây giờ. Trên chân Lương Cung Nhạn Sương đã xuất hiện mấy cái bóng bóng nước mà tiếp theo bọn họ còn phải vượt qua hai ngọn núi nữa mới có thể đi đến được nơi mà Lâm Thanh Diện nói tới. Cái này khiến cô ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cái người sư phụ đáng ghét kia của anh có cuộc sống tiện nghi hiện đại lại không muốn mà cứ nhất định phải chạy đến nơi rừng sâu núi thẳm như thế này để làm gì. Tôi sắp mệt chết rồi, tôi không muốn đi nữa. Lương Cung Nhạn Sương dừng lại, hướng về phía Lâm Thanh Diện hét lên một câu. Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn cô ta một cái, mở miệng nói, sư phụ tôi ông ấy già rồi nên thích thanh tịnh, đạt tới cảnh giới kia rồi nên chỉ sợ đã thoát ly quan hệ với cuộc sống bình thường, hơn nữa ông ấy không thích bị quấy rầy cho nên mới tới ẩn cư ở nơi rừng núi như thế này, tôi có thể phá lệ đưa cô tới nơi này đã chạm tới điểm mấu chốt cuối cùng rồi đấy, còn nếu như cô không đi được nữa thì có thể nhận dịp nơi này còn có sóng điện thoại thì gọi điện về nhà để bọn họ tới đây đón cô về, nói xong. Lâm Thanh Diện tiếp tục đi về phía trước không thèm để ý tới phản ứng cũng như lời phàn nàn của Lương Cung Nhạn Sương. Khốn kiếp, đồ máu lạnh, khốn nạn, anh không thể cõng tôi đi một đoạn được à, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không biết, thật sự không biết vì sao Bích Hoài lại coi trọng anh nữa. Lương Cung Nhạn Sương tức giận lẩm bẩm một câu, sau đó cắn răng, tiếp tục đi theo, tới gần trưa, cuối cùng hai người Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương cũng đi xuống khỏi núi. Đi tới một chỗ cũng được coi như tương đối bằng phẳng, nơi này có một con sông, tiếng nước róc rách, bốn phía là những cây to cổ thụ che kín bầu trời, mà ở bờ sông lại có một loạt nhà gỗ ngăn ngắn thẳng hàng, nơi này ít người lui tới nên cũng không có vết tích bị con người khai phá, thậm chí có thể nói là người bình thường hoàn toàn không thể nào đi đến nơi này được, cho nên đột nhiên xuất hiện một loạt nhà gỗ ở bờ sông như vậy đương nhiên sẽ khiến cho người ta hơi kinh ngạc, đương nhiên, người kinh ngạc chính là Lương Cung Nhạn Sương chứ không phải Lâm Thanh Diện. Cây cối ở phía trước nhà gỗ đều đã bị chặt lộ ra một khoảnh đất trống lớn.
một nửa khoảnh đất trống này là ruộng rau, còn một nửa khác thì dùng để nuôi nhốt gà rừng, vịt hoang và một số động vật khác. Những thứ này khiến cho người ta cảm thấy có một tia khói lửa trong một nơi rừng núi hoang vắng như thế này. Ôi, ở đây còn có cả ruộng rau nữa này, cái bên kia tôi biết, chắc là gà rừng, nhưng sao toàn thân nó lại mọc đầy gai như vậy, là bị làm sao? Lương Cung Nhạn Sương mặt mũi tràn đầy tò mò chạy tới phía trước, lúc nhìn thấy những thứ đồ mới lạ này cô ta đã sớm đem hết mỏi mệt ném ra sau đầu. Ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một người ngăn ở trước mặt Lương Cung Nhạn Sương. Các người là ai? Vì sao lại tìm tới nơi này? Đang nói chuyện là một chàng trai khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, làn da ngăm đen, nhìn qua một thân thực lực chắc chắn không tầm thường. Này, sao anh lại lỗ mãng như vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người khác thế? Dọa chết tôi thì sao? Lương Cung Nhạn Sương bất mãn nói mấy câu. Chàng trai nhìn chằm chằm vào Lương Cung Nhạn Sương kia lập tức hơi xấu hổ. Anh ta vẫn luôn sống ở trên núi. Đây là lần đầu anh ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy nên anh ta còn tưởng rằng mình gặp được tiên nữ rồi cơ. Vâng, thật xin lỗi, chị tiên nữ. Không phải tôi cố ý đâu, chàng trai trả lời. Lương Cung Nhạn Sương hơi ngơ ngác nhìn chàng trai này, sau đó lập tức nở nụ cười, mở miệng nói, quên đi, nể tình cậu rất biết cách nói chuyện nên tôi mới tha thứ cho cậu đấy. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào chàng trai nhỏ hơn 4 năm tuổi so với mình, trong lòng cũng không rõ cậu ta là ai, nhưng anh biết sư phụ mình thích nhận đồ đệ, đã nhiều năm rồi anh chưa gặp lại sư phụ, có lẽ chàng trai này là đồ đệ mới của sư phụ rồi. Mặc dù chị rất xinh đẹp nhưng đừng tưởng như vậy là tôi sẽ buông lỏng cảnh giác, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc các người là ai, vì sao lại tới đây? Chàng trai nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong vẻ đẹp của Lương Cung Nhạn Sương, lập tức hơi xấu hổ, nhanh chóng bày ra dáng vẻ vô cùng đề phòng. Lâm Thanh Diện tiến lên một bước, mở miệng nói, tôi là Lâm Thanh Diện, sư phụ đang ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy. Chàng trai lập tức trợn mắt lên, hơi có vẻ khó tin nhìn vào Lâm Thanh Diện. Mở miệng nói, anh chính là người năm đó không chịu nghe lời sư phụ mà cứ khăng khăng rời đi kia. Lâm Thanh Diện nghe thấy chàng trai kia gọi mình như vậy, trong đầu hiện lên một chút chuyện cũ, sau đó mở miệng nói, đúng vậy, là tôi, anh vẫn còn mặt mũi mà trở về à? Các sư huynh đều nói anh là người chấp mê bất ngộ lại còn cố chấp, nghe nói năm đó anh là đồ đệ mà sư phụ tự hào nhất. Đáng tiếc là anh mới học được chút bản lĩnh to bằng hạt vừng từ chỗ sư phụ mà đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ, cho nên không nghe sư phụ khuyên can đã bỏ đi. Vậy bây giờ anh còn về đây làm cái gì? Rõ ràng chàng trai không hề thích Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào cậu ta, nói, năm đó quả thực là tôi quá ngây thơ nhưng tôi cũng có lý do của mình nên không thể không rời đi. Bây giờ tôi trở về tìm sư phụ là có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của ông ấy, xin giúp tôi chuyển cáo một cái đi. Chàng trai nhếch miệng, nói, anh đi đi, sư phụ đã nói là cả đời này cũng sẽ không gặp anh nữa. Lâm Thanh Diện khẽ giật mình, vẻ mặt trở nên hơi hoảng loạn, hỏi, chuyện này là thật ư? Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ lại còn giả nữa à? Thuận tiện nói cho anh biết tôi tên là Lý Tam Thốn, là đệ tử nhỏ nhất hiện nay của sư phụ đồng thời cũng là đệ tử có tiềm lực nhất. Lâm Thanh Diện, anh đã là quá khứ rồi. Sư phụ đã không còn cần anh nữa nên anh mau chóng rời khỏi chỗ này đi. Lý Tam Thốn nghiêm túc nói. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Anh chưa bao giờ nghĩ là sư phụ của mình lại tức giận vì chuyện anh bỏ đi năm đó như vậy. Thậm chí ngay cả gặp anh một lần cũng không chịu. Một lát sau, anh vô lực thở dài. Quay đầu nhìn Lương Cung Nhạn Sương một cái. Mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Sau đó quay người muốn theo đường cũ trở về. Lúc này Lý Tam Thốn lại đảo đảo trong mắt. Nói, thật ra anh muốn gặp sư phụ cũng không phải là không được, nhìn thấy tảng đá bên kia không, sư phụ nói chỉ cần anh có thể nâng tảng đá kia lên, kiên trì đến lúc sư phụ chịu gặp anh thì tự nhiên sư phụ sẽ xuất hiện. Lâm Thanh Diện hướng mắt nhìn theo hướng Lý Tam Thốn vừa chỉ, phát hiện kia là một khối đá rất lớn, chắc phải nặng tới một tấn, tảng đá này phải cần hai người ôm mới hết được, nhưng anh cũng không do dự. Cũng không hề nghi ngờ lời này của Lý Tam Thốn là thật hay giả, đã đi thẳng tới trước mặt tảng đá kia. Lý Tam Thốn thấy Lâm Thanh Diện thật sự muốn đi nâng tảng đá kia lên, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khinh thường. Chị tiên nữ, chị xem anh ta có giống người ngốc không? Vậy mà thật sự đi nâng tảng đá kia lên, tảng đá kia phải nặng hơn một tấn đấy, anh ta làm sao có thể? Lý Tam Thốn đi tới trước mặt Lương Cung Nhạn Sương, chế giễu Lâm Thanh Diện.
nhưng cậu ta còn chưa nói xong đã thấy Lâm Thanh Diện dùng hai tay ôm lấy tảng đá lớn đó, sau đó cắn răng một cái còn hét lớn một tiếng, khối đá nặng hơn một tấn kia đã bị anh từ từ nâng lên. Rễ quý trời cho, chương 644, sư phụ, điều này sao có thể, tên đó thật sự nhấc nổi tảng đá kia. Vẻ mặt Lý Tam Thốn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, hơi không tin nổi. Lương Cung Nhạn Sương nghi ngờ nhìn Lý Tam Thốn, hỏi, cậu chắc chắn là sư phụ của mấy người bảo anh ấy nhấc tảng đá này lên sao, sao tôi lại cảm thấy cậu đang lừa anh ấy vậy? Lý Tam Thốn hơi chột dạ, ho khan hai tiếng, nói, tất nhiên là sư phụ nói rồi, sao tôi phải lừa anh ấy chứ? Lương Cung Nhạn Sương vẫn cảm thấy Lý Tam Thốn này không đáng tin, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, tảng đá này nặng như vậy, anh mau để xuống đi, nếu lát nữa anh không chống đỡ được, vậy thì sẽ bị đè chết đó. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta, nói, nếu là yêu cầu của sư phụ, vậy thì tôi sẽ giữ tảng đá này cho đến khi sư phụ chịu ra gặp tôi. Lý Tam Thốn cười lên, nói, thật sự là nói dối mà còn không biết ngượng, anh có thể nâng tảng đá này lên chắc cũng phải dùng hết sức rồi đi, theo tôi nhìn thấy, anh không chống đỡ được đến 5 phút đâu, rồi sau đó sẽ đặt tảng đá này xuống. Lương Cung Nhạn Sương nghiêng đầu trợn mắt nhìn Lý Tam Thốn, nói, cái thằng nhóc này sao có thể xấu tính như vậy, dù thế nào đi chăng nữa, Lâm Thanh Diện cũng coi như là sư huynh của cậu, sao cậu có thể nói anh ấy như vậy? Lý Tam Thốn nhún vai, hơi khinh thường nói, dù tên đó là sư huynh của tôi thật, nhưng như vậy thì sao, tên đó tự ý rời khỏi sư phụ, bây giờ, thực lực của tên đó chắc cũng không bằng tôi, dựa vào cái gì mà tôi nhận tên đó làm sư huynh? Cắt cắt, nếu cậu có sức mạnh, vậy cậu có thể nhấc tảng đá này lên sao? Lương Cung Nhạn Sương hỏi một câu, sao không thể chứ, chị Nhạn Sương, chị không nên coi thường tôi, dù gì tôi cũng là đệ tử tâm đắc nhất của sư phụ, đừng nhìn tôi nhỏ tuổi, nhưng thực lực của tôi, so với phần lớn sư huynh đều mạnh hơn nhiều. Lý Tam Thốn lập tức ngẩng cao đầu nói, trên thực tế, Lý Tam Thốn có thái độ thù địch với Lâm Thanh Diện, chính là bởi vì chức vụ đệ tử tâm đắc nhất này. Thiên phú của Lý Tam Thốn, quả thật là không thua kém gì Lâm Thanh Diện năm đó. Sau khi trở thành đệ tử của sư phụ, các sư huynh sư đệ đều khen ngợi cậu ta là đệ tử tâm đắc nhất của sư phụ. Cũng bởi vì như vậy, cậu ta luôn bị so sánh với Lâm Thanh Diện. Năm đó Lâm Thanh Diện cũng được gọi là đệ tử tâm đắc nhất của sư phụ, và cậu ta bị so sánh, cũng là chuyện tự nhiên. Cho nên Lý Tam Thốn vẫn luôn chứng minh, mình mạnh hơn Lâm Thanh Diện, muốn vượt qua Lâm Thanh Diện trên mọi phương diện, nhưng mà cho dù cậu ta làm tốt thế nào, cũng chỉ có thể nhận được một câu khen ngợi của sư phụ, mà theo cậu ta tìm hiểu được từ mấy vị sư huynh, ban đầu khi Lâm Thanh Diện thể hiện được thiên phú của mình, sư phụ luôn cười đến mức không ngậm được miệng. Hơn nữa Lý Tam Thốn thường xuyên nghe được từ trong miệng của sư phụ, nếu như Lâm Thanh Diện không rời đi thì tốt, một câu nói như vậy, càng khiến cho Lý Tam Thốn rất khó chịu với vị sư huynh chưa từng được gặp mặt này. Cậu ta cho rằng mình có thể thay thế được Lâm Thanh Diện, nhưng mà sư phụ lại không cho rằng như vậy. Sư phụ vẫn luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện là có một không hai, mà thiên phú của Lý Tam Thốn mặc dù không kém, nhưng cũng không phải là đặc biệt, trong lòng khó chịu. Coi Lâm Thanh Diện thành địch giả tưởng của mình, ở trong võ trường cách đó không xa, có một cái cọc gỗ, bên trên có ghi tên của Lâm Thanh Diện, đó chính là do Lý Tam Thốn viết lên. Bây giờ Lâm Thanh Diện trở lại, tất nhiên Lý Tam Thốn sẽ không cho Lâm Thanh Diện sắc mặt tốt gì cả. Hai tay Lâm Thanh Diện nâng khối đá kia lên, không có nhúc nhích gì mà đứng tại chỗ, sức nặng ngàn cân đè ở trên đầu mình, đối với anh mà nói thì có hơi khó khăn, nhưng mà nếu sư phụ không có xuất hiện, anh vẫn giữ như vậy, có lẽ là bởi vì do vết thương nghiêm trọng này, sau khi Lâm Thanh Diện khỏi bệnh, sức lực của toàn thân càng trở nên đàn hồi hơn, cộng thêm dược tính của ba viên thuốc kia còn sót lại, Lâm Thanh Diện có cảm giác mình có thể đạt đến cực hạn, lớn hơn so với trước kia rất nhiều. Theo từng giây trôi qua, trên trán Lâm Thanh Diện cũng xuất hiện mồ hôi, nhưng mà bộ dạng ban đầu của anh cũng không có nhúc nhích tí nào. Lương Cung Nhạn Sương đau lòng nhìn, đứng một bên lau mồ hôi cho Lâm Thanh Diện, cũng khuyên nhủ Lâm Thanh Diện đừng cố gắng chống đỡ nữa. Lý Tam Thốn đùa cợt nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy không bao lâu nữa Lâm Thanh Diện sẽ đến cực hạn, căn bản là không thể kiên trì cho đến khi sư phụ đến. Nhưng mà 5 phút sau, Lâm Thanh Diện vẫn giữ vững tư thế cũ, điều này khiến cho ánh mắt Lý Tam Thốn nhìn Lâm Thanh Diện bắt đầu thay đổi. Này, nếu mà không nâng nổi, thì đừng có mà khoe khoang,
đến lúc đó trong nội tạng của anh bị đè nén đó, không được tích sự gì đâu. Lý Tam Thốn nói một câu, Lâm Thanh Diện không có để ý đến cậu ta, sau đó nhắm hai mắt lại, Lương Cung Nhạn Sương lập tức sốt ruột, nghiêng đầu nhìn về nhà gỗ ở phía bên kia, sau đó chạy đến, tìm sư phụ của Lâm Thanh Diện, nhưng mà tìm một lượt, Lương Cung Nhạn Sương không hề thấy một bóng người nào ở trong cả, sư phụ của Lâm Thanh Diện không biết đã đi đâu rồi, mấy người thật sự là quá đáng, anh ấy chẳng qua chỉ là muốn quay về tìm sư phụ nhờ giúp đỡ mà thôi, sao còn có thể khiến cho anh ấy chịu khổ như vậy. Lương Cung Nhạn Sương tức giận nhìn Lý Tam Thốn, Lý Tam Thốn mở miệng, ai bảo ban đầu tên đó tự cho là đúng, đây cũng chỉ là chút trừng phạt mà thôi, tôi không thay sư phụ chặt đứt chân tên đó là may lắm rồi. Lương Cung Nhạn Sương không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, cũng đã đến hoàng hôn, lúc bắt đầu Lý Tam Thốn khinh thường Lâm Thanh Diện, từ từ biến thành kinh ngạc, càng về sau lại biến thành kính nể. Cuối cùng còn bắt đầu nghi ngờ có phải Lâm Thanh Diện đã chết rồi không, cậu ta đi đến Lâm Thanh Diện đang nhắm chặt hai mắt ở trước mặt, mở miệng nói, nếu không thì anh đặt tảng đá này xuống đi, thật ra thì, sư phụ cũng chưa từng bảo rằng trừng phạt anh như vậy, là bởi vì tôi tùy hứng, Lâm Thanh Diện không nhúc nhích, sau khi Lương Cung Nhạn Sương nghe được mấy lời này của cậu ta, tức giận đến nhảy cẩn lên, cầm cành cây lên đánh vào người Lý Tam Thốn, cái tên khốn khiếp này, tôi biết cậu lừa dối bọn tôi mà, anh ấy đã nâng tảng đá này một buổi chiều rồi, bây giờ cậu mới thú nhận, nếu Lâm Thanh Diện gặp phải chuyện không may, tôi sẽ không có tha cho cậu đâu. Lý Tam Thốn vội vàng né tránh, nói, chắc là không có chuyện gì đâu, mặc dù thời gian tên đó nâng tảng đá thật sự rất lâu, nhưng mà đã từng làm đệ tử tâm đắc nhất của sư phụ, ngay cả việc này mà không thể kiên trì được cũng không tốt, Lương Cung Nhạn Sương làm gì còn nghe giải thích của cậu ta. Cầm cành cây đuổi theo cậu ta chạy khắp nơi, vào lúc đó, một giọng già nua vang lên, đặt xuống đi, ánh mắt Lâm Thanh Diện đột nhiên mở ra, sau đó ném tảng đá xuống bên cạnh, chân tay đau nhức, suýt chút nữa là anh đã ngã xuống đất rồi ngất đi, Lương Cung Nhạn Sương và Lý Tam Thốn cũng dừng lại, nhìn về phía sau Lâm Thanh Diện, ở chỗ kia có một người mặc quần áo bằng vải bố, tóc búi vào nhau, nhìn qua giống như là ông lão dễ gần, không biết đã xuất hiện ở chỗ này từ bao giờ. Lâm Thanh Diện xoay người, thấy ông lão ở đằng sau, trên mặt xuất hiện xúc động khó mà kiềm chế được, sau đó anh cố nhịn đau, cúi đầu với ông lão, thanh âm run rẩy nói, sư phụ. Rễ quý trời cho, chương 645, anh cũng không phải dùng sức mạnh cơ bắp, Lý Tam Thốn nhìn ông lão, trong lòng thầm nói một câu không tốt, vội vàng mở miệng nói, sư phụ. Đột nhiên con nhớ rằng còn chưa huấn luyện xong, con đi trước đây, nói xong, cậu ta xoay người định đi, quay lại, sư phụ nhàn nhạt nói, thanh âm này giống như là có ma lực vậy, sau khi Lý Tam Thốn nghe được, cả người cứng đờ, sau đó thành thật quay trở về, tên đồ đệ này của ông giả lệnh của ông, khiến cho Lâm Thanh Diện nâng hòn đá lớn như vậy suốt cả một buổi chiều, thằng nhóc đó thật sự quá đáng ghét, ông không thể cứ bỏ qua cho thằng nhóc đó như vậy được. Lương Cung Nhạn Sương tức giận nói, khụ khụ, sư phụ, con đây là đang thay sư phụ kiểm tra thành ý của Lâm Thanh Diện nha, năm đó tên đó tự tiện rời đi, không có nghe lời khuyên của người, bây giờ cần tìm giúp đỡ thì lại quay về đây, thật sự không có coi sư phụ ra gì mà, không trừng phạt tên đó chút thì sao được. Lý Tam Thốn vội vàng tìm lý do, sư phụ nhìn chằm chằm Lý Tam Thốn, nhàn nhạt nói, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô nương này, vâng ạ. Lý Tam Thốn vội vàng trả lời, sau đó đến đây nâng tảng đá này lên, thời gian là một nén hương, Lý Tam Thốn lập tức xuất hiện lo lắng, cuối cùng vẫn không thể trốn được trừng phạt của sư phụ, nhưng mà cậu ta nghĩ rằng Lâm Thanh Diện nâng tảng đá kia lên tận một buổi chiều cũng không có xảy ra chuyện này, sư phụ chỉ bảo hắn nâng có một nén hương, cũng không có quá khó khăn, lập tức đồng ý, đi theo ta, sư phụ lại nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Chậm rãi đi đến căn nhà gỗ ở chính giữa cách đó không xa, Lâm Thanh Diện nhìn Lương Cung Nhạn Sương, ý bảo cô ta nghe theo sự sắp xếp của Lý Tam Thốn, sau đó lập tức đi theo sư phụ đến căn nhà gỗ bên kia, Lương Cung Nhạn Sương cũng biết bây giờ mình không thể lại đi theo Lâm Thanh Diện, nghiêng đầu nhìn Lý Tam Thốn, nói, thằng nhóc thối, chúng ta giải quyết nốt chuyện này đi, dám lừa Lâm Thanh Diện, xem tôi trừng trị cậu thế nào đây, trong căn nhà gỗ ở chính giữa, sư phụ rót trà cho Lâm Thanh Diện, mở miệng nói,
mấy năm này sống như thế nào? Lâm Thanh Diện hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, thù của gia tộc đã xong, Lâm gia cũng bị con đoạt lại, người đàn bà kia cũng nhận được kết quả tương ứng. Sư phụ gật đầu, nói, vậy thì tốt, thằng nhóc bên ngoài tên là Lý Tam Thốn, là học trò mà 2 năm trước ta nhận, tư chất của thằng nhóc đó không hề kém với con năm đó, chẳng qua là tính cách lại không có giống được với con, thằng nhóc này luôn coi con là đối thủ, cho nên mới dùng cách này để đùa giỡn, hy vọng con đừng để ý. Lâm Thanh Diện lập tức chắp tay, nói, đệ tử biết đệ ấy đang nói đùa, tất nhiên sẽ không để ý. Hử, con biết thằng nhóc đó nói đùa, vì sao còn phải nâng tảng đá kia cả một buổi chiều? Sư phụ hỏi một câu, năm đó đệ tử không có nghe khuyên ngăn của sư phụ, cố ý rời đi, là có lỗi trước, thật sự phải chịu phạt. Sư phụ cười lên, nói, không ngờ rằng mấy năm trôi qua, tính cách này của con vẫn không thay đổi, ban đầu ta không nhìn nhầm người nha, chuyện năm đó, CONU cũng không có lỗi gì, con có sự lựa chọn của chính mình, ta cũng chưa từng trách con. Sau này không cần phải nhắc lại, trong lòng Lâm Thanh Diện hơi cảm động, năm đó bởi vì có sư phụ, anh mới có thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, nếu không cũng không có cách nào đoạt lại Lâm gia từ trong tay Lạc Hân, mà anh vừa học được có chút thành quả, sư phụ lại đặt tất cả kỳ vọng lên người anh, nhưng anh lại lựa chọn rời đi, đối với anh mà nói, làm như vậy có chút không tốt, nhưng mà sư phụ lại không để chuyện này ở trong lòng, ông ấy vẫn còn nhận tên đồ đệ như mình. Điều này khiến cho Lâm Thanh Diện vô cùng biết ơn sư phụ, nói đi, lần này con trở về, là gặp phải phiền phức gì? Sư phụ nhìn Lâm Thanh Diện mở miệng, Lâm Thanh Diện cũng không nói nhiều, lúc này nói chuyện mình đã gặp phải ở đảo Ánh Trăng, cùng với những chuyện xảy ra sau đó nói hết với sư phụ, hơn nữa còn tự đặt câu hỏi trong lòng, thực lực của Công Tôn Thắng, sao anh ta lại mạnh như vậy, hơn nữa anh ta còn bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau khi sư phụ nghe xong những điều Lâm Thanh Diện nói, hơi cau mày, hỏi, Công Tôn Thắng, là cậu cả của nhà Công Tôn sao? Lâm Thanh Diện gật đầu, không ngờ rằng sư phụ lại còn hơi hiểu biết về thế lực của những gia tộc này, nhưng mà sư phụ mình đã đi du lịch khắp nơi như vậy, thực lực mạnh đến mức khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ, biết mấy cái này thì cũng không có gì lạ, không chừng ông lão còn biết được tình trạng hiện giờ của quan lĩnh một cách rõ ràng. Anh vừa nhắc đến quan lĩnh, sư phụ cũng không có vẻ nghi ngờ, biết đến sự tồn tại của quan lĩnh cực rõ, hơn nữa còn biết rất nhiều, khó trách rằng đánh con đến gần chết, hóa ra là gặp học trò của Lôi Uyên Hành, ban đầu lúc con rời đi, tôi nghĩ rằng con đã thương lượng với mấy gia tộc đứng đầu ở trong nước, lại không ngờ rằng con lại có thể tiếp xúc nhanh như vậy, xem ra lần này con có thể sống sót, thực sự là rất may mắn, sư phụ lẩm bẩm mở miệng, con có thể cho ta biết người cho con 3 viên thuốc là ai không? Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói, không biết, nhìn qua chỉ là một ông lão vô cùng bình thường, là gặp được ở trên bến tàu lúc đang đi bộ, anh nhắc lại cái tên Lôi Uyên Hành này mấy lần ở trong lòng, có thể được sư phụ nhắc đến tên, khẳng định là không đơn giản, sư phụ gật đầu, giống như là suy nghĩ cái gì, hình như là đang suy đoán người cứu Lâm Thanh Diện một mạng có thân phận gì, hồi lâu sau, sư phụ nói, ở trên đời này có thể đưa cho con thuốc khiến cho người ta sống lại. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, con có thể gặp được, cũng là duyên phận, người có thể lấy ra được loại thuốc này, thân phận chắc chắn không đơn giản, sau này ông lão đó có đến tìm con để thực hiện lời hứa của mình, con đừng mà thiếu suy nghĩ, cũng cần phải phòng bị một chút cẩn thận luôn là đúng. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, đệ tử nhớ rồi, không phải bây giờ con rất muốn biết, lúc mà Công Tôn Thắng đối phó với con, sức mạnh mà tên đó bộc phát ra là gì? Sư phụ cười hỏi, Lâm Thanh Diện thấy sư phụ nói đến điểm chính, cả người ngồi thẳng, nói, năm đó sư phụ nói thực lực của cơ thể con đã đạt đến mức cực hạn của con người, nhưng những loại nấm kỳ dị kia lại không biết xuất hiện ở chỗ nào, theo lý mà nói, chỉ dựa vào sức mạnh, trên đời này không ai có thể vượt qua con mới đúng, nhưng khi con đối mặt với Công Tôn Thắng, cho dù đã ra tay hết sức, nhưng tên đó lại vẫn ung dung như vậy. Chẳng nhẽ tên đó gặp được thứ giống như loại nấm kỳ dị kia, hoặc có thể nói có phương thuốc có thể nâng cao sức mạnh. Sư phụ cười ha ha, nói, nếu như chỉ là sức mạnh ở cơ thể, ta có thể không có khoa trương mà nói rằng, trên đời này chỉ có một mình con, trên thế giới này, không tìm được người có thể dựa vào sức mạnh cơ bắp mà đánh lại được con. Cái nấm đó cũng không phải là rau hẹ,
ta đi du lịch khắp nơi cũng chỉ có thấy ở chỗ kia thôi, vậy Công Tôn Thắng kia sao có thể đánh con gần chết được, lúc con đánh nhau với tên đó, trong quả đấm của tên đó, xuất hiện một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người ta khó mà chống đỡ được, càng khó chịu đựng hơn. Lâm Thanh Diện đầy nghi ngờ hỏi, sư phụ uống một ngụm trà, sâu xa nói, bởi vì thứ tên đó dùng, không phải là sức mạnh của cơ bắp,